giá gia cầm hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2022, duy trì đá đi ngang, giá gia cầm hôm nay tiếp tục đá đi ngang, không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào, các mặt hàng gà, vịt và trứng gà ổn định như hồi cuối tuần trước. Tương tự như những ngày trước đó, giá gia cầm hôm nay tiếp tục giữ nguyên giá bán, không có bất kỳ sự tăng hay giảm mới, ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà dao động ở mức ổn định, không quá cao, thị trường nhìn chung yên ắng giá gà hôm nay thêm một ngày được giữ nguyên, không có thay đổi mới. Gà mía vẫn ở mức trung bình là 95.000 đồng mỗi kg, gà minh dư và gà di duy trì giá bán từ 55.000 đến 62.000 đồng mỗi kg, gà nòi vẫn chưa có dấu hiệu tăng lại, giữ vững ở mốc 83.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía tại Nghệ An là 95.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 95.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh dư tại Hồ Chí Minh là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 62.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 58.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg. Giá gà di tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 55.000 đồng mỗi kg, giá gà nòi tại Cần Thơ là 83.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay tiếp tục ổn định duy trì mức giá từ 36.000 đến 42.000 đồng mỗi kg. Thủ đô Hà Nội và thành phố Cần Thơ vẫn là những địa phương có giá bán cao nhất, tỉnh đã là duy trì giá bán thấp nhất cả nước. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục ghi nhận giá bán là 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại Hồ Chí Minh là 38.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 40.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 42.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 36.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 39.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 39.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 42.000 đồng mỗi kg. Hôm nay, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ lại thêm một ngày không đổi, dao động từ 2.100 đến 2.300 đồng mỗi kg. Với trứng gà trắng, Hà Nam là nơi có giá bán cao nhất và Nghệ An, Hà Nội có giá bán thấp nhất. Đối với mặt hàng trứng gà đỏ, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá bán cao nhất, Hà Nội thấp nhất. Cách nhận biết thịt gà thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện, giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ xung quanh vết nước phồng lên có màu đen. Để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông hợi thông tin, phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ước, bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông Hợi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông Hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Ông Hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức chơ xương, lông sơ xác. Đặc biệt, những con gà chân lạnh, hô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm, còn vịt già, bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng.